Ôi bố, sao anh đang ngửi kiểu gì ấy? Em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở tuần trước thì em đã làm một clip đó là sắp 25. Và trong 5 lần test thì em có 4 lần sắp 25 và 1 lần sắp 20, đó là 27 giây. Và lúc đó thời gian trung bình của em đó là 23 giây. Hôm nay em sẽ test lại xem sau 1 tuần thì em có cải thiện được thành tích không các anh chị nha. Bây giờ em sẽ sáo ra scramble đầu tiên. Từ từ. Đây là chờ PLL để em làm. Ok. Giờ em sẽ sáo scramble đầu tiên. Ok. Đang đúng scramble. Một. Một hai ba. Trời ơi. Ôi, chào lại. Em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở tuần trước thì em có làm một clip đó là sắp 25. Và trong 5 lần thử thì em có 4 lần là sắp 25 và 1 lần sắp 30. Đó là 27 giây và thời gian trung bình của em lúc đó là 23 giây. Và sau hôm nay em sẽ test lại xem sau 1 tuần thành tích của em có được cải thiện không các anh chị nha. Bây giờ em sẽ sáo scramble đầu tiên. Ok, em đã làm đúng scramble. Ui, scramble này cross dễ nhỉ. Ok, chào lại. Em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở tuần trước thì em có làm một clip đó là sắp 25. Và trong 5 lần
thì em có 4 lần là sub 25 và 1 lần là sub 30 với thành tích là 27 giây. Và thời gian trung bình lúc đó của em đó là 23 giây. Và hôm nay em sẽ test lại xem sau một tuần thành tích của em có được cải thiện không nha. Bây giờ em sẽ xả scramble đầu tiên. Ok, đã được scramble rồi. Có nha. Ui rồi, cộng 2 giây. Vậy là thành tích lần đầu tiên của em là 24 giây. Em một bước. Vậy là lần đầu tiên thì em đã sai 25. Bây giờ em sẽ thử lại lần thứ hai. Em sẽ test trong 5 lần nha. Để, ok, đã lúc scramble. Lỗi công thức kìa. Please. Em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở tuần trước thì em có làm một clip đó là sub 25. Và trong 5 lần test thì có một lần là em sub 30. Và còn 4 lần còn lại thì em là sub 25. Và thời gian trung bình của em đó là 23 giây. Và hôm nay em sẽ test lại xem sau một tuần thì em có cải thiện được thành tích của mình không nha. Bây giờ em sẽ xả scramble đầu tiên. Ok, đã được scramble. Ôi, con này có vẻ khá là easy. Ôi bố, sao anh đang bị kiểu gì ấy? Ông trong bên đang bị kiểu gì ấy? Hãy
Em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở tuần trước thì em có làm một clip đó là sắp 25 và em test trong 5 lần. Một lần em sắp 30 đó là 27 giây và 4 lần còn lại em đều sắp 25. Và thời gian trung bình lúc đó của em đó là 23 giây. Và hôm nay em sẽ test lại xem sau một tuần thì thành tích của em có được cải thiện không các anh chị nhá. Bây giờ em sẽ xóa scramble đầu tiên. U, F, D, I, R, F, D, I, R, Y, U, A, B, I, D, I. Ok, đã đúng scramble. Đúng scramble rồi mà. Đây anh chị nha, em không biết nha. Đây này, scramble em sáo thì đây. Hình ảnh là nó sẽ có hai cạnh xanh nó như này. Còn nhưng mà scramble em sáo thì nó cứ bị sai sai kiểu gì thôi mà thôi. Chờ nhá. Okay, bye bye. Ha 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 ha!